Nếu nhắc đến top những xe zoom được ưa chuộng và bán chạy nhất hiện nay, thì chắc chắn không thể không nhắc đến ba lần vitamin C. Tại sao nó lại được đánh giá cao đến vậy? Chắc hẳn phải có lý do gì đó đặc biệt. Hãy cùng mình khám phá qua bài viết này nhé! 1. Thương hiệu. Không cần quảng cáo hay PR rầm rộ, ba lần xâm chiếm thị trường bằng một cách rất riêng. Thương hiệu mỹ phẩm đến từ Anh quốc này chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm, điều khiến họ chinh phục được trái tim của hàng triệu chị em phái đẹp. Sản phẩm có chất lượng cao không hề thua kém những món hàng Higen là thế, nhưng giá thành hãng đưa ra rất phù hợp với túi tiền nên khiến các đối thủ cạnh tranh phải dè chừng. 2. Bao bì, thiết kế. Tinh chất xe zoom được chứa trong lọ nhựa màu vàng nâu với nắp nhựa dạng giáp pe màu trắng. Màu của lọ có vẻ không bắt mắt nhưng nhà sản xuất làm vậy để giúp cho sản phẩm bên trong được bảo quản tốt hơn khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Thông tin cơ bản về sản phẩm như tên sản phẩm, tên nhãn hiệu, thời hạn sử dụng, dung tích và một số thành phần chính có ở trong sản phẩm được in trên vỏ lọ và hộp trắng bên ngoài. Vì là lọ nhựa nên khi cầm có cảm giác nhẹ, không chắc tay, nhưng nhờ vậy mà giá thành sản phẩm rẻ hơn rất nhiều so với các loại xe zoom khác. 3. Thành phần. Xe zoom 3 lần vitamin C là sản phẩm đầu tiên có dẫn xuất xếp và A2G. Đây là hai thành phần chính với những công dụng như sodium ascorbic acid, xếp, có khả năng tái tạo collagen, thẩm thấu vào da cực tốt, giúp da trở nên chắc khỏe hơn sau một thời gian sử dụng. Glycerin, sulfate sodium luzonate và panthenol, có tác dụng cấp ẩm hiệu quả, đem lại cho bạn làn da luôn căng mướt, mịn màng không lo thô ráp. Bột tảo đỏ Island, có công dụng làm mềm da, giảm nhẹ sự kích ứng với làn da mẫn cảm, giúp da chắc khỏe từ sâu bên trong. Hyaluronic acid, có khả năng cấp nước cực kỳ hiệu quả, tác dụng ngay tức thì. Panthenol, cấp ẩm cho da hiệu quả, giúp da nhanh chóng hồi phục trước những tổn thương nhỏ do mụn hay ánh sáng mặt trời ở cường độ cao gây ra trước đó, trả lại một làn da láng mịn. 4. Công dụng, làm mờ đi các vết thâm nám, tàn nhang hay các vết thâm mụn lâu ngày không khỏi còn lưu lại trên da. Dưỡng da đều màu, nhanh chóng hồi phục trước tổn thương do ánh sáng mặt trời gây ra, nhờ đó da của bạn sẽ trắng sáng hơn từng ngày. Kích thích và tăng cường collagen, cải thiện độ săn chắc đàn hồi cho da, giảm tác động của lão hóa. Chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Ngăn ngừa tác động của vi khuẩn gây hại, hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả. Giúp tẩy sạch các tế bào chết trên da. Hỗ trợ se khít lỗ chân lông và làm da trắng sáng hơn sau một thời gian ngắn sử dụng. 5. Ưu nhược điểm. Ưu điểm, bằng thành phần có nhiều dưỡng chất an toàn và lành tính. Dẫn xuất vitamin C ổn định, dễ bảo quản và khó bị oxy hóa. Không gây châm chích và kích ứng nhiều, thích hợp cho cả da mụn và da nhạy cảm. Giúp da căng bóng và trắng sáng rõ rệt. Tính chất thẩm thấu nhanh vào da, không tạo cảm giác bết dính hay bóng dầu. Mùi hương dịu nhẹ, mang lại cảm giác thư giãn khi dùng. Giá thành phù hợp với túi tiền, kể cả học sinh, sinh viên. Sản phẩm không chứa chất bảo quản, không chứa paraben có hại cho da. Nhược điểm, thiết kế bao bì bằng nhựa, màu sắc không quá bắt mắt hay sang trọng, nhưng với giá thành bình dân thì có thể chấp nhận được. Nồng độ vitamin C nhẹ, hiệu quả không cao nếu làn da quá nhiều thâm mụn, tàn nhan. Vì thế, nếu bạn muốn điều trị sâu hơn thì có thể cân nhắc đến các sản phẩm có nồng độ cao hơn. 6. Trải nghiệm của bản thân. Sau một thời gian sử dụng sản phẩm này, mình cảm thấy cực kỳ ưng ý. Mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, thư thái đầu óc, tinh chất thẩm thấu rất nhanh mà cũng không có cảm giác bết dính. Các vết thâm mụn đã cải thiện rõ rệt, lỗ chân lông cũng được thu nhỏ lại, da đều màu hơn, trắng sáng lên trông thấy. Chắc chắn rồi, mình sẽ không ngại để mua thêm em này dài để có được làn da căng mịn, chắc khỏe. 7. Các câu hỏi thường gặp. Xe zoom chính hãng mua ở đâu uy tín? Bạn có thể mua hàng chính hãng ở rất nhiều nơi, cửa hàng mỹ phẩm, shop online. Khi mua thì hãy nhớ kiểm tra mã vạch và chất lượng của sản phẩm. Hàng thật có màu vàng nhạt, mùi thơm dễ chịu, hơi sánh và không bị đặc quá. Nếu bạn muốn đặt online cho tiện lợi thì có thể tham khảo link dưới video. Sản phẩm có gây kích ứng da không? Tùy thuộc vào loại da của bạn có phù hợp với sản phẩm hay không. Với làn da nhiều dầu mụn và quá nhạy cảm thì nên cân nhắc trước khi sử dụng vì có thể sản phẩm sẽ gây kích ứng nhẹ. Lần đầu khi sử dụng có thể nhiều bạn sẽ gặp tình trạng bị châm chích nhẹ, nhưng khi da đã quen thì sẽ không có vấn đề gì. Sản phẩm này phù hợp với những loại da nào? Phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm sau mụn. Nếu làn da của bạn nhiều tàn nhang hoặc nhiều mụn thì có thể sử dụng các sản phẩm vitamin C2, em để có tác dụng tốt hơn. Vậy là chúng ta đã biết khá nhiều thông tin về em xe zoom vitamin C của nhà 3 lần rồi. Liệu các bạn có bị thuyết phục bởi những công dụng tuyệt vời của nó không nhỉ? Còn mình thì hoàn toàn đổ gục rồi đó.